Chào mừng các bạn đến với Kidzania Hà Nội, vùng đất diệu kỳ nơi biến giấc mơ của trẻ em trở thành hiện thực. Bắt nguồn từ Mexico, Kidzania được biết đến là chuỗi công viên giải trí quốc tế độc đáo dành cho trẻ em. Và hiện có 27 cơ sở tại 24 quốc gia trên toàn thế giới. Lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, Kidzania Hà Nội toàn lạc ở tầng 5 Lotte Mall Tây Hồ với tổng diện tích lên tới 5.300 m². Kidzania được xây dựng như một đất nước thu nhỏ với bệnh viện, ngân hàng, trường học, siêu thị, đường xá, phương tiện giao thông, được mô phỏng theo tỷ lệ 2/3 so với thế giới thực. Tại đây, trẻ em được thỏa thích trải nghiệm các hoạt động nhập vai đa dạng, được sống và làm việc như những người lớn thực thụ. Kidzania Hà Nội nổi bật với môi trường vui chơi đậm tính giáo dục. Với 48 hoạt động nhập vai đa dạng tại 43 cơ sở trải nghiệm, trẻ có thể tự do lựa chọn nhiều nghề nghiệp khác nhau, qua đó phát triển bộ kỹ năng sống cần thiết, tự tin thể hiện bản thân và thỏa sức sáng tạo. Tôi là kỹ sư xe hơi. Tôi là chuyên viên cấp cứu. Tôi là chuyên gia sữa chua. Tôi là phi công. Nhưng điều khiến Kidzania Hà Nội làm nên dấu ấn chính là sự chân thực trong từng hoạt động mà chúng tôi mang tới cho các em. Và để làm được điều đó, Kidzania đã bắt tay hợp tác với những thương hiệu hàng đầu trong nhiều lĩnh vực nhằm đảm bảo rằng trẻ em có những trải nghiệm thực tế nhất khi tương tác với các sản phẩm và dịch vụ có thật trong một môi trường an toàn và chuyên nghiệp. Dù là cấp cứu cho bệnh nhân, chuẩn bị những bữa ăn ngon, hay thậm chí là trở thành phi công lái máy bay, Kidzania và các đối tác luôn hướng tới một mục tiêu chung, đó chính là mang tới cho trẻ em một môi trường kết hợp vui chơi, giáo dục, lành mạnh và bổ ích. Hãy đến với Kidzania Hà Nội, nơi trẻ em sẵn sàng vì một thế giới tốt đẹp hơn.